Xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 7 năm 2023. Chương trình Thời sự tối hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Thường trực Thành ủy Trà Vinh làm việc với Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Trà Vinh để nghe báo cáo về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đoàn cán bộ Huyện ủy Cầu Ngang đến thăm và kiểm tra thực tế tình hình sản xuất các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Trường Đại học Trà Vinh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng nguồn nhân lực với các doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh chủ trì buổi làm việc với Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Trà Vinh để nghe báo cáo về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Trà Vinh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Tổ chức xây dựng mới và sửa chữa 31 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng cho hộ khó khăn về nhà ở. Tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh đề nghị Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Trà Vinh luôn phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tăng cường tuyên truyền tính nêu gương trong cán bộ đảng viên, quan tâm công tác hòa giải ở cơ sở. Bí thư Thành ủy chỉ đạo cần tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động của các hội đoàn thể, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn hội viên, củng cố lại tổ hòa giải điểm nóng, tập trung tuyên truyền chỉnh trang đô thị theo tinh thần chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh. Ngày 28 tháng 7, đoàn cán bộ lãnh đạo của Huyện ủy Cầu Ngang do đồng chí Thạch Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra thực tế tình hình sản xuất của một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Đoàn đã đến thăm mô hình nuôi lươn trong bể xi măng với diện tích hơn 200 mét vuông của anh Tô Phước Mạnh tại xã Kim Hòa. Mô hình nuôi vịt siêu thịt Cherry với 1.000 con của anh Hồ Nam tại xã Thuận Hòa. Mô hình trồng màu hữu cơ theo hướng an toàn sinh học trong nhà lưới với diện tích hơn 1.200 mét vuông của công ty cổ phần Gia Hưng tại xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang. Tại các nơi đến thăm, Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang Thạch Thị Thu Hà ghi nhận những kết quả, đồng thời biểu dương tinh thần năng động, ý chí khởi nghiệp sáng tạo của các cá nhân tập thể trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, đạt hiệu quả cao trong điều kiện sản xuất khó khăn do tác động bất lợi của biến đổi khí hậu hiện nay. Bí thư Huyện ủy cho rằng, từ hiệu quả của các mô hình phát triển kinh tế này, các cấp, các ngành, các xã thị trấn có thể tổ chức học tập, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng hiệu quả các mô hình để nông dân trong vùng có điều kiện tham gia phát triển, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, đồng chí Thạch Thị Thu Hà yêu cầu lãnh đạo ngành nông nghiệp huyện và các địa phương tiếp tục nghiên cứu phối hợp xây dựng chuỗi liên kết, xây dựng tổ hợp tác, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm, đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, xem xét tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ nông dân tiếp cận được các nguồn vốn vay, tín dụng ưu đãi để đầu tư mở rộng quy mô, diện tích phát triển sản xuất, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững của huyện trong thời gian tới. Ngày 28 tháng 7, Ban Thường vụ Huyện ủy Càng Long tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá các mặt công tác tháng 7 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2023. Đồng chí Quỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội nghị. Trong tháng 7, Ban Thường vụ Huyện ủy Càng Long đã chỉ đạo các cấp các ngành địa phương tập trung quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các chi tiêu đạt kết quả cao. Trong lĩnh vực kinh tế, chỉ đạo bà con nhân dân thu hoạch vụ lúa hè thu gần 9.000 hecta, năng suất ước đạt 4,6 tấn một hecta. Sản lượng thu hoạch thủy sản gần 1.300 tấn, nâng đến nay toàn huyện thu hoạch trên 7.800 tấn, đạt 60% kế hoạch. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi được kiểm soát. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đến nay huyện có 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy, đề nghị trong thời gian tới các phòng ban chuyên môn các xã thị trấn trên địa bàn huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết cấp trên, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các xã nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao, triển khai các giải pháp thu hút, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch,
kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, chủ động phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách về an sinh xã hội đối với người có công và chính sách đối với hộ nghèo, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo, làm tốt công tác tiếp công dân, tránh tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất an ninh chính trị. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cũng vừa tổ chức cuộc họp sơ kết tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và triển khai chương trình công tác tháng 8 năm 2023. Trong tháng 7, huyện Châu Thành tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất vụ lúa hè thu, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản. Tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận các xã Hưng Mỹ, Hòa Minh và Lương Hòa A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022. Tổ chức công nhận 7 sản phẩm đạt sản phẩm ô cốp cấp huyện, quan tâm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách và thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác phòng chống bệnh nguy hiểm ở người. Triển khai chương trình công tác tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất vụ lúa hè thu, triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện, tập trung rà soát, tổng hợp, đánh giá lại các tiêu chí huyện, xã nông thôn mới, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và công tác xây dựng cơ bản các công trình theo danh mục năm 2023. Tập trung chỉ đạo công tác quản lý thu ngân sách nhà nước được giao năm 2023. Tiếp tục kiểm tra, khảo sát tình hình trang thiết bị, nguồn nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy tại các cơ quan, trường học. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng. Chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo huyện đảm bảo các điều kiện triển khai kế hoạch giảng dạy năm học mới. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình chính sách an sinh xã hội, dự án liên quan đến công tác dân tộc, các chính sách dân tộc, tăng cường công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. Ngày 28 tháng 7, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng nguồn nhân lực với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải, Công ty Cổ phần Dược phẩm CBC1 Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Solibi Việt Nam. Tại buổi lễ, Ban giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh đã lần lượt ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, thú y, khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, quản trị kinh doanh, quản trị văn phòng, kế toán, cơ khí, điện, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Khmer. Theo nội dung hợp tác, các bên cùng phối hợp trong việc đào tạo, tuyển dụng nguồn lao động chất lượng cao, thực hiện nghiên cứu khoa học, tư vấn và phát triển chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp, cũng như cùng phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo thực tập sinh tiềm năng, đưa sinh viên đến thực tập và làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt lần này, nhà trường và doanh nghiệp còn thảo luận phối hợp triển khai các hoạt động tư vấn tuyển sinh quốc tế tại Campuchia và Lào, hướng đến cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp có chi nhánh tại Campuchia và Lào. Thành công của sự kiện lần này một lần nữa cho thấy những nỗ lực của Trường Đại học Trà Vinh trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Đó là sự nhạy bén, năng động, bắt kịp xu thế giáo dục hiện đại và bám sát với nhu cầu lao động thực tế của xã hội và doanh nghiệp hiện nay. Qua việc ký kết hợp tác với doanh nghiệp cũng mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên, các em được thực tập, thực hành, trải nghiệm công việc chuyên ngành thực tế, trau dồi, rèn luyện các kỹ năng chuyên môn lẫn khả năng độc lập, giải quyết vấn đề và vận dụng tốt tất cả lợi thế đó vào công việc sau khi tốt nghiệp. Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thành phố Trà Vinh vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đến dự có ông Lê Mến, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh, bà Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh. Hiện nay thành phố Trà Vinh có trên 97.700 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 85% dân số, đạt 90% so với chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao. Về số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, có trên 17.500 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 30% lực lượng lao động, đạt 101% chỉ tiêu. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên 1.100 người, chiếm 1,9% lực lượng lao động, đạt 63% theo chỉ tiêu. Kết quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp hiện có gần 13.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 22% so với lực lượng lao động, đạt 107% so với chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực trong công tác thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các cấp các ngành đã góp phần quan trọng đạt chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Trong 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh đề nghị các ngành, hội, đoàn thể và chính quyền các địa phương thường xuyên quan tâm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Chú trọng tổ chức hội nghị đối thoại, vận động trực tiếp người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và phát triển nhanh số người tham gia bảo hiểm. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện công khai các đơn vị chậm đóng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Ngày 28 tháng 7, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh, Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức quay số và trao giải cuộc thi khách hàng với giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Trà Vinh, hiện công ty đang cung ứng điện cho hơn 200.000 khách hàng và công ty cũng đang cố gắng để đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ nhu cầu ngày càng tốt hơn, nhằm thể hiện tri ân, đáp lại tin tưởng, đồng hành của khách hàng. Thông qua cuộc thi này, công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả của khách hàng. Cuộc thi khách hàng với giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả có 25 giải thưởng, tổng trị giá gần 30 triệu đồng, diễn ra từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 năm 2023, với 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 19 giải khuyến khích. Giải nhất cuộc thi được trao cho khách hàng Bùi Văn Gàng, phường 1, thành phố Trà Vinh. 2 giải nhì được trao cho khách hàng Bùi Hoàng Khen, xã Đại Phúc, huyện Càng Long và khách hàng Đoàn Phước An, phường 5, thành phố Trà Vinh. Chiều ngày 28 tháng 7, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh tổ chức bấm số công bố người trúng thưởng chương trình hóa đơn may mắn quý 2 năm 2023. Qua rà soát cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế, của người bán là các tổ chức cá nhân hộ kinh doanh do Cục Thuế tỉnh Trà Vinh và các chi cục thuế trực thuộc quản lý trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023, đã có trên 23.700 hóa đơn đủ điều kiện tham gia chương trình hóa đơn may mắn do Tổng Cục Thuế tổ chức. Qua lựa chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm hóa đơn may mắn và có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng giám sát, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đã bấm chọn giải nhất hóa đơn may mắn quý 2 trị giá 10 triệu đồng cho người mua là quầy thuốc Thanh Tuyền, mua tại công ty chi nhánh công ty cổ phần Dược Hậu Giang tại Trà Vinh, cùng 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 4 triệu đồng, 5 giải ba trị giá 1 triệu đồng và 6 giải khuyến khích cho các hóa đơn may mắn khác. Tổng giá trị trao thưởng hóa đơn may mắn quý 2 là 30 triệu đồng. Chương trình hóa đơn may mắn đã góp phần khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế, đồng thời tạo lập thói quen mua hàng hóa phải có hóa đơn chứng từ, bảo vệ quyền lợi cho người mua và khuyến khích người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.